Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này chúng ta sẽ tiếp tục làm về cái phần tooltip ha. Thì clip trước thì cái tooltip là gì? Bây giờ mình rê vào chuột vào một ảnh thì là nó hiện ra gì? Cái title của ảnh là đây là ảnh jQuery đó ha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là cái tooltip nữa, đó là ví dụ như mình ghi một cái content khác ha. Đây nó có nhiều option ở trong cái tooltip này ha, nó có rất nhiều option ở trong cái tooltip này đó. Thì cái option bây giờ mình muốn replay, có nghĩa là thay thế cái gì, cái chữ là đây là ảnh jQuery bằng một cái dòng chữ khác, ví dụ như là chữ hello world đi đó, hello world. Bây giờ mình refresh thì khi mình rơi chuột vào đây, mặc định là nó hiện ra cái chữ hello world ở cái ảnh này đó. Đó là coi như là nó hiển thị ra gì, cái nội dung của cái ảnh này. Ví dụ như mình muốn nó là gì, mình muốn nó theo dạng mà mình check, ví dụ như là check đi, mình thêm một cái option nữa đó là check bằng truth, có nghĩa là đúng ha. Đó, check bằng truth các bạn phải ha, ở trên đây cái check bằng truth. Rồi khi mình refresh thì khi mình rê cái chuột ở bất kỳ vị trí nào ở trên cái ảnh của jQuery này thì nó sẽ hiện ra cái content cho mình ha. Rồi ví dụ như bây giờ mình muốn là cái hiệu ứng effect ha, hiệu ứng theo dạng mà effect thì bây giờ là effect effect hiệu ứng nè các bạn. Bây giờ mình sẽ xóa này đi ha, mình xóa này đi, rồi mình ghi một cái hiệu ứng cho nó. Ví dụ như là mình ghi cái hiệu ứng effect, effect là hiệu ứng đó các bạn, effect. Nó có rất là nhiều hiệu ứng nha. Đây mình ví dụ như hiệu ứng bao nè, bao là hiệu ứng nhảy lên xuống ha, nhảy lên xuống là cái hiệu ứng này nữa. Các bạn mà design các bạn sẽ rất là quen ha. Còn duration, đó. Duration có nghĩa là cái khoảng thời gian bao lâu, trong khoảng thời gian bao lâu ha. Duration là cái khoảng thời gian bao lâu, trong lúc bao lâu. Thì các bạn cho mình là một cái show ha, phương thức nữa show, show đây show thì các bạn effect 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 đây, các bạn mở thêm một cái dấu ngoặc effect đây ha. Thì tại vì cái effect này là nó thuộc show show effect đó ha, giống như mở hàm vậy đó. Đó effect này là như một cái hàm mà đây là những cái gì thuộc cái effect này đó, nó giống vậy. Rồi bây giờ các bạn thử refresh, rồi khi các bạn rê chuột vào nó không có bao effect bound show. Giờ các bạn thử xóa cái này đi ha, xóa cái này đi. Bây giờ mình sẽ là refresh. Bây giờ các bạn sẽ cho một cái gì dấu ngoặc đơn ở đây, có chữ show này ha. Đó. Rồi bao cái này luôn. Rồi mình thử lại ha, mình refresh lại. Giờ mình đó, mình hover vào nó có hiệu ứng bound ha. Thì cái này là cái khoảng thời gian các bạn cho lên bao nhiêu cũng được, đây mình cho 800 thôi. Thì ví dụ như là mình có một cái nữa là first. Đó, nó có rất là nhiều cái hiệu ứng ha. Đó, các bạn refresh đó, phôi sạc nè, đó đó là hiệu ứng này. Rồi ví dụ như một cái hiệu ứng nữa đó là explode, có nghĩa là bị gì, explode có nghĩa là bị nổ ha, bị nổ ra từng từng mảnh đó, explode ha, đó đó thì nó explode ra đó, nó vậy. Thì cái tooltip này mặc định nó sẽ dùng cho cái gì ha, nó sẽ dùng cho cái gì. Thì ví dụ như mình có một cái bài ở zin.vn ha, bài mới nhất hôm nay luôn, ngày 13 tháng 10 2019 là lúc mình làm video này luôn á, thì nó highlight đây. Thì khi vậy các bạn rê chuột vào hình ảnh thì nó hiển thị cái nội dung của ảnh, hoặc là các bạn rê chuột vào một đoạn test đó ở trang zin.vn thì nó có Nguyễn Anh Đức nè đó, nó có gì, nó có cái tiểu sử của cái gì, cái cầu thủ đó đó, nó giúp các bạn đọc báo thì sẽ hiểu rõ hơn. Ví dụ như mình tiếp tục một cái đây, thử một cái tin tức khác ha, coi có nó có highlight cái dòng đó không ha, nó có highlight một cái dòng nào không, như là không có ha. Bây giờ mình thử tin tức bóng đá đi ha, Real Madrid nè, đó Real Madrid đó, thì nó sẽ highlight cái gì, cái thông tin của Real Madrid đó. Thì cái tooltip nó là vậy đó, để mình biết thêm được cái thông tin của gì, một đoạn test hoặc là một cái gì, một cái hình ảnh đó, chỉ vậy thôi.